xin trân trọng giới thiệu với các bạn mẫu hộp mứt sơn mài VIP màu vàng rực rỡ của mùa xuân và những cái họa tiết hoa mai, hoa đào cùng với cánh én mùa xuân. Đây là mẫu hộp mứt rất là đặc sắc. Năm nay Mỹ Nghệ Việt có thêm những cái cải tiến. Thứ nhất là trên mẫu hộp mứt hoa mai được cẩn sừng và những cái chi tiết được vẽ trên hộp mứt là được làm hoàn toàn bằng thủ công và vẽ tay. Bên trong hộp mứt thì mình phối hai màu, đó là màu vàng bên ngoài và màu đỏ bên trong, thể hiện cho sự may mắn vào đầu năm mới. Và cái khay mứt bên trong là có thể tách rời ra, mình có thể lau chùi vệ sinh rất là tiện lợi. Và đặc biệt là cái màu sơn được dùng trong cái hộp bên trong là sơn 2K an toàn cho thực phẩm. Để tặng một cái món quà cho khách hàng, quý doanh nghiệp có thể là in logo trên nắp thì lúc đấy, hoặc là một số đơn vị lại thích in trên cái thân để cho cái quảng cáo của mình nó được kín đáo hơn, thì có thể là mình chọn in cái logo trên cái thân hoặc là trên cái nắp hộp như thế này. Nếu mà cái logo của quý vị mà to thì khi mà mình sản xuất á, cái hoa văn của mình có thể là làm nhỏ lại để cho cái logo nằm ở cái vị trí trang trọng nhất, hoặc là một số doanh nghiệp thì cũng có thể là in bên trong cái nắp khi mà không có muốn mà cái quảng cáo của mình nó phô trương quá, thì đó là những cái vị trí mà doanh nghiệp có thể in logo. Ngoài ra cái hộp mứt Tết của mình được đóng gói trong một cái hộp cũng được thiết kế những cái họa tiết màu vàng và đỏ đi kèm, màu sắc rất là phù hợp với mùa xuân. Doanh nghiệp có thể in ấn hoặc là thiết kế theo yêu cầu, thì về cái phần đóng gói bên Mỹ Nghệ Việt hoàn toàn có thể phụ trách cái phần đóng gói và in ấn theo cái yêu cầu của khách hàng để làm sao cái bộ quà tặng của mình nó phù hợp nhất. Đồng thời thì cái bộ quà của mình cũng có thể thiết kế thêm cái túi giấy khi mà khách hàng đi tặng, mình có thể là đi một cái bộ quà tặng Mỹ Nghệ. Năm nay mình khuyến khích khách hàng của mình là dùng cái túi giấy để đảm bảo về môi trường xanh sạch và không dùng túi ni lông, nói không với túi ni lông. Rất là cảm ơn quý khách. Khi có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã mới trên website quatetmienghe.com. Và quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 1900 636076 hoặc là số hotline 0971327095. Mình tên là Phương.